ơi. Các bác xin mời các bác tập trung đây ạ. Thưa các bác, là hiện nay chúng ta tham quan tại bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì gồm có hai phần. Thứ nhất đó là tham quan hệ thống trưng bày cố định các tài liệu hiện vật liên quan đến chiến sự Điện Biên Phủ năm 1954. Xin mời các bác chúng ta di chuyển đi. Mang đi điều hòa ấy nhỉ? Âm tường. Không về hộ sao? Nó âm xuống đất này. Xây cái cầu kỳ cho phép đấy nhỉ. Bác Hồ họp ở đây đây. Giới thiệu với các bác là mở đầu phần trưng bày hệ thống cơ trưng bày cố định của bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là mô phỏng ngôi lán làm việc của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Tỉnh Keo, tỉnh Hòa Thái Nguyên, và cũng tượng trong ngôi lán thể hiện cuộc họp ngày 6 tháng 12 năm 1953 dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham gia của Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, và đến cuối tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược trong Đông Xuân năm 3 năm 4. Đồng thời, cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng Mặt trận. Trước khi lên đường tham gia chiến dịch, Đại tướng đã đến chào bác để xin ý kiến chỉ thị. Trong lần gặp gỡ này, bác đơn cần hỏi Đại tướng: "Chú đi xa như vậy, chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại không?" Đại tướng đã trả lời: "Thưa bác, chỉ trở ngại là ở xa, khi có việc quan trọng, cấp thiết, khó xin ý kiến chỉ thị của bác và Bộ Chính trị." Bác đơn cần căn dặn Đại tướng: "Tổng tư lệnh sau mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định, trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh." Và trải qua 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ, quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhưng để có chiến thắng vĩ đại ấy, cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, như nhà thơ Tố Hữu đã viết: "9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng." Thưa bạn, xin mời cô đang di chuyển tiếp lên này. Dạ vâng, theo tôi thấy là theo được tự cường cũng là một trong những đường lối kháng chiến của Đảng ta. Từ trước năm 1947, khi sở quân giới của ta chưa ra đời, thì lúc bấy giờ các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam chỉ chiến đấu với những loại vũ khí rất thô sơ, đơn giản như sáng, mát, nỏ, súng kíp. Đến đầu năm 1947, với sự ra đời của sở quân giới, ta đã sản xuất được bom phóng, súng bazooka. Đây là những sáng chế đầu tay của giáo sư Trần Đại Nghĩa. Và lúc bấy giờ bên cạnh những loại vũ khí như thế này, thì đồng bào các dân tộc tỉnh Tây Bắc còn sử dụng những vật dụng trong gia đình có thể tiêu diệt được lính Pháp mang ra để sử dụng. Và một trong những sáng kiến của bà con ở bản Lõng, Mộc Châu, Sơn La, đó là bà con sử dụng những chiếc hũ như thế này ạ. Bà con dùng để ngâm rượu, rượu đây ngâm với những cây và củ có chất gây say và chất độc trên rừng ạ. Khi quân Pháp đến, dụ cho quân Pháp uống say, nhân cơ hội đó bắt sống được 12 tên, thu nhiều vũ khí đạn dược mà không tiền tốn một ít đạn nào. Mẹ. Đúng rồi, sẽ mẹ. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là vào ngày 10 tháng 12 năm 1953, một bộ phận đại đoàn 316 được lệnh tiến hành giải phóng thị trấn Lai Châu, hiện nay là Mường Lai, cách Điện Biên Phủ 100 km. Lúc bấy giờ quân Pháp bị đánh mạnh ở Lai Châu, tháo chạy về Điện Biên Phủ, bộ đội ta nhận lệnh chẳng không cho họ vào nơi đây. Tại trận chiến, trận đánh quân Pháp diễn ra ở Mường Hồn, cách Điện Biên Phủ 20 km. Lúc bấy giờ, đại đội của anh Lý Văn Tàn chiến đấu hy sinh gần hết, chỉ còn lại 17 đồng chí.
đơn vị có hai khẩu trung liên, một khẩu không bắn được bởi xạ thủ đã hy sinh, còn một khẩu của đồng chí Trung Văn Hồ lúc đó chưa bắn được bởi chưa có nơi đặt giá súng. Trong tình thế, quân Pháp phản kích từ trên đồi cao tràn xuống, quân ta ở vị trí thấp. Anh Bế Văn Đàn, mình đầy thương tích chạy lại, cầm hai chân súng đặt lên vai và hô đồng đội bắn. Trong khi Bồ do dự, anh Bế Văn Đàn nói, kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi. Anh Bồ đã nghiến răng, nhà đạn, quật ngã hàng chục tên, quân Pháp hoảng sợ, bỏ chạy, đợt phản kích của họ đã bị bẻ gãy. Nhưng trong khi làm giá súng, anh Bế Văn Đàn đã bị thương nặng và hy sinh trong tư thế. Hai tay còn ghi chặt hai chân súng ở trên vai. Tấm gương hy sinh của anh đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho đồng đội chiến đấu. Kết quả là đại đoàn 316 đã tiêu diệt vào bước hàm 24 đại đội địch và giành thắng lợi trong trận đó. Mời xin mời. Và ngay sau khi nhảy dù chiếm đóng lòng trào Điện Biên Phủ, thì theo đánh giá của Nava và các nhà quân sự phương Tây đều nhận định rằng Điện Biên Phủ có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, không chỉ đối với Đông Dương mà còn đối với cả khu vực Đông Nam Á. Từ Điện Biên Phủ, quân Pháp có thể bảo vệ được cho Thượng Lào, đồng thời là bàn đạp để đánh chiếm lại những vùng đã mất ở Tây Bắc Việt Nam. Chính vì vậy, vào ngày 3 tháng 12 năm 1953, Nava đã quyết định xây dựng Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất chưa từng có ở Đông Dương. Và lúc bấy giờ trải dài 18 km lòng trào Điện Biên Phủ, quân Pháp đã cho xây dựng tại đây là 49 cứ điểm và được chia ra làm 3 phân khu, quanh làm 8 cụm cứ điểm. Mỗi một cụm cứ điểm họ đặt tên một người đẹp của nước Pháp, ngụ ý với các binh lính Pháp rằng hãy bảo vệ những cụm cứ điểm này để bảo vệ những người đẹp bên mình. Và lúc bấy giờ mỗi cứ điểm quân Pháp xây dựng bao quanh bên ngoài là những lớp hàng rào dây thép gai với độ dày từ 50 cho đến 200 mét và được gài xen kẽ bên dưới rất nhiều các loại mìn, những thùng Esanco có thể bùng cháy bằng điện. Và tiếp theo đó là hệ thống lô cốt chiến hào được bố trí liên thông trên toàn bộ cứ điểm và sở chỉ huy họ đặt ở vị trí trung tâm. Mỗi một cụm cứ điểm được bố trí hoàn lực nhiều tầng có khả năng phòng ngự độc lập. Liên các loại mìn như là mìn nhảy, mìn ghém, mìn kiềm họ gài dưới những lớp hàng rào dây thép gai. Và lúc bấy giờ với sự chi viện của Mỹ lên tới 73% chi phí chiến tranh Đông Dương, thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được ưu tiên tất cả những loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ. Xe tăng thì họ có 10 chiếc, tải trọng từ 16 đến 18 tấn, gần 400 chiếc máy bay chi viện cho tập đoàn cứ điểm này. Và bên cạnh Điện Biên Phủ, quân Pháp lúc bấy giờ còn có loại một loại pháo gọi là vua pháo chiến trường ạ. Hiện nay chúng ta có trưng bày đầu đạn pháo 155 ly là loại vua pháo chiến trường lúc bấy giờ. Tầm bắn hiệu quả của loại pháo này là từ 14 cho đến 17 km. Dạ vâng. Và quân Pháp còn đưa lên Điện Biên Phủ những chiếc súng phun lửa như thế này để đốt cháy tất cả những cây bụi sát mặt đất để ngăn quân ta vừa đánh sở trường lúc bấy giờ, đó là đánh du kích. Và sau khi xây dựng tập đoàn cứ điểm đấy xong, có rất nhiều các quan chức cấp cao của Pháp, Mỹ lên thị sát Điện Biên Phủ và tất cả họ đều khẳng định rằng Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm, không kể được phá. Vâng, xin mời các bạn di chuyển. Và thưa quý đoàn là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một trong những điều bất ngờ đối với thực dân Pháp đó chính là họ khẳng định rằng quân đội nhân dân miền Nam không thể có pháo hạng nặng mà có đi chăng nữa cũng không đưa lên Điện Biên Phủ được. Nhưng họ không thể ngờ rằng là không những chúng ta có pháo hạng nặng mà chúng ta còn đưa các khẩu pháo này vào sát được những điểm quân Pháp mà quân Pháp không thể phát hiện ra. Để thực hiện theo phương án đánh nhanh thắng nhanh, ngày 15 tháng 1 năm 1954, lực lượng mở đường kéo pháo bằng tay của chúng ta chỉ với hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ trong vòng 20 giờ đồng hồ ta đã mở được một con đường kéo pháo bằng tay dài 15 km, rộng 3 m ở vị trí đó.
Xin mời các thầy cô giáo có thể cho các cháu đi qua chỗ đảm một chút không ạ? Thích là kiểu xem pháo thì sẽ xem hiểu gì. Dạ vâng, và thưa quý đoàn là lúc bấy giờ chỉ với hơn 5.000 người ạ, và trong vòng 20 giờ đồng hồ chúng ta đã mở được một con đường nhóm pháo bằng tay dài 15 km, rộng 3 m và được ngụy trang kín đáo. Mà theo tính toán ban đầu của Bộ Chỉ huy chiến dịch, để mở được con đường đó ta phải cần tới 40.000 nhân công và phải làm trong 24 giờ đồng hồ. Nhưng các chiến sĩ của chúng ta đã làm nên điều kỳ diệu. Đường đã được làm xong, những khẩu pháo nặng từ 1,4 đến 2,4 tấn được kéo vào trận địa hoàn toàn dựa vào sức người. Một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm, đường đêm tối mưa trơn, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây nguy hiểm cho cả người và pháo. Dù khó khăn gian khổ như vậy, nhưng đêm đêm các chiến sĩ của chúng ta vẫn kéo được những khẩu pháo vào trận địa an toàn. Nhưng khi 1/3 số pháo đã được kéo vào trận địa an toàn rồi, bộ đội ta lại nhận được lệnh kéo toàn bộ pháo ra. Quá bất ngờ và không hiểu vì sao như quân lệnh như sớm, các khẩu pháo của chúng ta lại nhất là được kéo trở về vị trí tập kết ban đầu. Bởi lúc này chúng ta đã thay đổi phương án tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Chúng ta kéo pháo ra để xây dựng trận địa pháo kiên cố và mở các tuyến đường kéo pháo bằng xe cơ giới, đưa các khẩu pháo của chúng ta vào sát những cứ điểm quân Pháp trở về nổ súng. Kéo pháo vào đã gian khổ, nhưng kéo pháo ra còn gian khổ gấp vài lần. Trong lần kéo pháo xa này, tại dốc chuối đêm tối mưa trơn, khẩu pháo bị đứt dây tời lao nhanh xuống dốc. Anh Tô Vĩ Diện hô đồng đội thà hy sinh quyết bảo vệ pháo, rồi anh ôm chèn lao cả thân mình vào cứu pháo. Khẩu pháo cực lại, nhưng hàng tấn xét nước ấy đã đè nặng thân hình anh. Anh đã hy sinh vào đêm ngày 1 tháng 2 năm 1954. Đồng đội anh tổ chức lễ truy điệu anh âm thầm trong rừng vắng, không một nén nhang thắp lên mộ anh, không một tiếng súng tiễn biệt anh, bởi chiến dịch của ta lúc đó chưa bắt đầu. Dạ vâng, và xin giới thiệu quý đoàn, trên đây là khẩu pháo cao xạ 37 ly. Pháo cao xạ 37 ly trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì chúng ta có 24 khẩu, và lần đầu tiên xuất trận tại Điện Biên Phủ nhưng đã có thành tích là bắn rơi và phá hủy 52 chiếc máy bay của quân Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ. Các bạn xin mời các đâu rồi, hay lắm. Quyết tâm cao. Quyết tâm cao. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đó chính là chúng ta phải mở đường, sửa đường để bộ đội hành quân lên Tây Bắc, để chúng ta vận chuyển lương thực thực phẩm cung cấp cho mặt trận. Và lúc bấy giờ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, bộ đội thanh niên xung phong cùng với dân công, chúng ta đã mở mới hoàn toàn 63 km đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ. Sửa chữa hàng trăm km đường cũ từ dưới Hòa Bình lên và mở đường kéo pháo. Thấy ta mở đường, thực dân Pháp đã ngày đêm cho máy bay ném bom xuống tất cả các tuyến đường vận chuyển của ta, đặc biệt đó là đèo Pha Đin. Hàng ngày quân Pháp dội hàng trăm tấn bom xuống đó, họ cắt đứt sự tiền phương và hậu phương của quân ta. Nhưng mọi cố gắng ấy của thực dân Pháp không thể đánh bại được ý chí, nghị lực kiên cường của quân và dân ta. Vì vậy mà tất cả các tuyến đường vận chuyển lúc bấy giờ đảm bảo lưu thông không bị cắt đứt quá 24 giờ đồng hồ. Dạ vâng, xin mời quý đoàn di chuyển. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là một trong những bất ngờ thứ hai đối với thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đó chính là quá trình vận chuyển lương thực thực phẩm ạ. Lúc bấy giờ thì quân Pháp nhận định rằng là với tiền tuyến cách xa hậu phương từ 400 đến 600 km thì Việt binh không thể cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho chiến dịch này. Và họ có tính toán rất kỹ rằng là mỗi một dân công Việt Minh mà họ gọi một cái tên lúc bấy giờ là cu li Việt Minh thì tối đa cũng chỉ vận chuyển được từ 18 đến 20 kg lương thực thực phẩm. Với quãng đường xa như vậy, người dân công ấy cũng ăn hết, còn thừa cũng chỉ từ 8 lạng đến 2 kg, không đủ để cung cấp cho chiến dịch. Ngược lại với thực dân Pháp, họ có cầu hàng không hiện đại, chỉ cần 90 phút có tới 5 tấn hàng đáp xuống sân bay Mường Thanh. Nhưng một điều họ không thể ngờ rằng là chúng ta đã sử dụng tất cả những phương tiện vận chuyển từ thô sơ đến cơ giới như là trâu, ngựa để thổ, thuyền bè mảng di chuyển trên sông,
xe quệt, xe cốt kíp, xe đạp thổ, xe ô tô, chúng ta đã vận chuyển được hàng chục nghìn tấn lương thực thực phẩm cung cấp cho mặt trận. Vâng, và xin giới thiệu với quý đoàn là một trong những phương tiện vận chuyển thô sơ lúc bấy giờ đó là chiếc xe cốt kíp. Chiếc xe này thì thường được sử dụng ở các tỉnh dưới đồng bằng vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lúc bấy giờ ạ. Và họ chia ra làm các chặng trung chuyển, mỗi một chặng từ 20 cho đến 30 km. Và trung bình mỗi một chiếc xe cốt kíp như thế này lúc bấy giờ thì chở được từ 80 cho đến 100 kg. Và cả chiến dịch chúng ta huy động được hơn 7.000 chiếc ạ. Riêng tỉnh Thanh Hóa thì huy động được hơn 70 chiếc. Và chiếc đây là chiếc xe cốt kíp của ông Trịnh Đình Bẩm, một dân công của tỉnh Thanh Hóa. Ông đã nâng tải trọng chiếc xe mình lên là 280 kg trên một chuyến. Và trong vòng 4 tháng với quãng đường là 20 km, ông đã vận chuyển được 12.000 kg lương thực thực phẩm cung cấp cho mặt trận. Nhưng điều đặc biệt ở chiếc xe này là khi làm chiếc xe, phần bánh thiếu gỗ, chính tay ông đã tháo dỡ trước bàn thờ tổ tiên duy nhất của gia đình mình, lấy gỗ để làm một phần bánh xe. Xin giới thiệu với các đoàn thì vẫn còn phần sơn son thiếp vàng ở đây ạ. Và thưa quý đoàn, với hiện vật này khi giới thiệu với các du khách nước ngoài, đặc biệt là những năm 80, cựu chiến binh của Pháp lên Điện Biên Phủ rất nhiều. Đứng trước chiếc xe cốt kíp này, họ thật sự là rất là cảm động trước tinh thần của người Việt Nam. Và họ phải thốt lên rằng, bàn thờ tổ tiên của người Việt Nam là nơi linh thiêng, là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng ông đã hy sinh cái tự do tín ngưỡng của dân tộc mình để quyết giành độc lập tự do, thì dân tộc ấy ắt giành được thắng lợi. Và trên thực tế, chúng ta đã làm được điều đó. Các bạn xin mời ý đặt lời chào. Gồm 20.991 chiếc. Và những chiếc xe đạp thổ này đều là những chiếc xe đạp của người Pháp ạ. Họ đưa từ Pháp sang Việt Nam chỉ với một mục đích, đó là họ dùng để di chuyển đi lại. Nhưng với bàn tay khéo léo của óc sáng tạo của người dân Việt Nam đã biến chúng trở thành những phương tiện vận chuyển vô cùng hiệu quả và chỉ đứng sau xe cơ giới. Bởi vì lúc bấy giờ mỗi một chiếc xe đạp thổ như thế này ạ, trung bình thì chở được từ 100 cho đến 150 kg. Nhưng đây là chiếc xe đạp thổ của ông Ma Văn Thắng, một dân công của tỉnh Phú Thọ. Ông đã nâng tải trọng chiếc xe của mình lên là 337 kg. Tức là gần 3 tạ rưỡi đúng không ạ? Dạ vâng, và đây cũng chính là một trong những hiện vật mà gây rất là nhiều cái sự thích thú đối với lại các du khách nước ngoài. Đặc biệt là những người Pháp khi đứng trước cái hiện vật như thế này ạ, họ khẳng định rằng đây là chiếc xe đạp hiệu Peugeot mà do chính người Pháp thiết kế và sản xuất. Nhưng họ không hiểu rằng đó là Việt Minh. Những người Việt Minh là làm như thế nào mà có thể chở được những kiện hàng nặng 200 đến 300 kg. Và lúc bấy giờ thì chúng em thường hay giới thiệu với lại từ du khách giải thích với họ rằng đó là với những cái thiết kế của các ngài thì chúng tôi không thể chở được những cái kiện hàng nặng như vậy, bởi vì là còn thiếu rất là nhiều các cái bộ phận mà chúng tôi phải thêm vào. Đấy, ví dụ như là lốp không thể sử dụng lốp xe của họ được, mà chúng ta phải sử dụng lốp kép, dùng vải cuốn vào và cao su chẳng ra, vừa chống trơn trượt vừa tăng độ bền của lốp. Cái thứ hai, tăng tải trọng của vành xe thì phải, và khung xe là phải táp gỗ vào. Và cái thứ ba nữa là khi mà chở các chuyến thì các chiến sĩ của chúng ta dân công là có kinh nghiệm và truyền tay cho nhau. Và sáng kiến ở đây đó là làm sao để chở được nhiều hàng hơn. Cái cọc gỗ đằng sau yên kìa, vừa có thể là chống trơn trượt, khoanh nó lại khi mà xuống dốc, bạn đẩy khi mà lên dốc, nhưng nó cũng lại là một cái vị trí để chúng ta chặn lương thực thực phẩm, buộc để chặn cho nó chắc hơn nhá, vâng, được nhiều hơn. Thế rồi là cái để dễ dàng chuyển hướng hơn thì lại có một cái cọc tre thì ở tay lái kìa, thì gọi là tay ngai và dễ dàng chuyển hướng. Và đặc biệt một trong những bộ phận mà họ rất là thắc mắc rất là nhiều đó là cái bộ phận đằng trước này không biết là để làm cái gì, đúng không ạ? Bộ phận đằng trước này đựng khẩu phần ăn bằng đồ hộp của những chiến sĩ dân công của chúng ta, để đèn xô lết xách tay khi di chuyển vào ban đêm và những cái chiếc cày kiềng để các chiến sĩ chúng ta nấu khi dọc đường. Và một trong những nét văn hóa của dân công và người du khách nước ngoài rất là cảm phục đó là khi mà các đoàn dân công của chúng ta di chuyển một cái quãng đường dài như vậy thì nếu như vì tắc đường, ví dụ như là khẩu phần ăn chỉ được phát đủ thôi, là 2 ngày đường là vừa đi vừa về hoặc 3 ngày đường vừa đi vừa về, nhưng mà vì một lý do đó là bom đạn nó làm mất đường đi rồi thì bị lui lại mất 1 ngày, không đủ lương thực thực phẩm để ăn dọc đường, đúng không ạ? Thì các chiến sĩ dân công chúng ta là đào những cái củ sắn, củ mài ở bên dọc đường để ăn và không được phép đó là ăn vào cái phần lương thực thực phẩm mà chúng ta vận chuyển. Thế và khi mà đào cái củ sắn lên rồi thì cái thân cây sắn đó lại phải chặt lại, trồng lại để cho người dân công phía sau để có ăn. Củ mài cũng như vậy. Thì khi mà giới thiệu như vậy thì đối với du khách nước ngoài họ phải thốt lên rằng đó là chỉ có người Việt Nam mới có thể làm được điều đó và họ không bao giờ có thể làm được. Rồi. Xin mời các bạn di chuyển. Hơi lý thuyết của dân bây giờ, đúng không? Người hiện đại bây giờ chưa làm được điều này.
tháng nay mới là bắn. Thậm chí là tổ quần áo thiện nguyện không lấy. Em không biết, nhưng mà trên Điện Biên cũng có rất là nhiều những cái tổ như vậy. Và khi mà thành lập thì rất là tốt. Tức là những người ta không có thì người ta sẽ ra, người ta sẽ lấy. Thế nhưng mà có những người không có ý thức. Họ lấy về làm gì các chị? Anh chị biết không? Rẻ lau. Lấy làm rẻ lau. Thực sự là quá là quá. Vô ý thức quá. Dạ vâng. Cái chuyện mà ăn xong mà trồng lại cho dạ thế vâng. Hệ sau này. Đó, dạ vâng. Thì giới thiệu với đoàn chúng ta đây là pháo mặt đất mạnh nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, đó là pháo 105. Loại tầm bắn hiệu quả của loại pháo này thì chỉ 9 đến 11 km thôi. Thế còn quân Pháp có loại pháo là bắn là từ 14 cho đến 17 km cơ. Thế nhưng mà lúc bấy giờ đây cũng đã là pháo hiện đại nhất của chúng ta rồi. Và chúng ta có 24 khẩu như thế này, và trong đó thì có 4 khẩu là chiến lợi phẩm ta thu được của Pháp từ chiến dịch biên giới năm 1950. Dạ vâng, và sự thưa quý đoàn là song song với việc mà lúc bấy giờ chúng ta quyết định là kéo pháo ra, là chúng ta xây dựng các cái trận địa pháo kiên cố, tức là xây những cái hầm pháo 105 này, là chúng ta phải xây rất là kiên cố, bởi vì hỏa lực này là hỏa lực mặt đất mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Phá hủy một khẩu thì chúng ta đã mất đi khả năng chiến đấu một phần. Thế chính vì vậy mà lúc bấy giờ là những cái hầm pháo này được khoét sâu vào trong lòng đồi, từ nóc hầm pháo lên đến mặt đất là dày từ 2 đến 3 mét, được đèn chặn cùng với đất tre đập dập ra và những cái gỗ. Nóc hầm pháo của ta có khả năng chịu được đạn pháo 155 ly của quân Pháp. Và sau khi mà bộ đội mình xây dựng các trận địa pháo thật xong rồi, thì chúng ta còn xây dựng hàng trăm trận địa pháo giả bằng cách đó là đi chặt những cây gỗ kích thước tương đương với nòng pháo như thế này, thui đen nó đi, sau đó thì ngất lên trên trời. Và khi mà các trận địa pháo thật chúng ta khai hỏa, thì tất cả các trận địa pháo giả cũng hoạt động theo, bằng cách đó là bộ đội mình tung bộc phá lên để tạo khói, ánh chớp và tiếng nổ. Chính vì vậy mà phần lớn hỏa lực của quân Pháp bị thu hút vào cái trận địa pháo giả của quân ta. Vâng ạ. Và đây cũng chính là một trong những lý do mà khiến cho chỉ huy pháo binh quân Pháp tại Điện Biên Phủ là Charles de Villiers, ông ta đã phải tự sát. Bởi vì khi mà trong 3 ngày ông ta không thể phát hiện được các trận địa pháo của Việt Minh ở đâu để bắn trả, bất lực và xấu hổ, thì lúc bây giờ ta đã tự sát trong chính căn hầm chỉ huy trận địa pháo của mình. Các bạn xin được thông minh vừa kiên cường nhá. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là trong đợt tấn công đầu tiên của quân ta vào tập đoàn của Điện Biên Phủ từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, thì chúng ta đã tiêu diệt 3 cứ điểm của quân Pháp là Him Lam, Đồng Lập và Bản Kéo, mở toang cánh cửa ở phía bắc và trung tâm tập đoàn của Điện Biên Phủ. Và trong những trận thắng mở màn này có rất nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm. Một trong số đó chúng ta phải nhắc tới đó là tấm gương chiến đấu dũng cảm của anh Phan Đình Sóc. Anh đã lấy thân mình lực lượng trong vai tại mỏm 2 trên cứ điểm Him Lam để tạo điều kiện cho đồng đội xông lên giải phóng hoàn toàn cứ điểm này. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là hiện nay thì tổng ba nghĩa trang của chúng ta trên tỉnh Điện Biên quy tập hài cốt các chiến sĩ chúng ta trên chiến trường Điện Biên Phủ về đó, thì nghĩa trang thành phố Điện Biên Phủ là quy tập 644 cán bộ chiến sĩ, nghĩa trang Him Lam là 896 và nghĩa trang Đồng Lập là 2432 cán bộ chiến sĩ. Như vậy tổng ba nghĩa trang hiện nay chưa tới 5000 cán bộ chiến sĩ được quy tập về đó, còn trong tổng số đó là hơn 10000 cán bộ chiến sĩ chúng ta hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng vậy còn hơn một nửa nữa, máu thịt xương các anh đã hòa cùng với đất Mường Thêm. Và bằng và thưa quý đoàn, hiện nay thì tỉnh Điện Biên đã xây dựng xong một đền thờ các anh hùng liệt sĩ ở trên đồi F cạnh đồi A1 ạ. Và hy vọng rằng và chúng ta sẽ có thời gian nên đó thắp hương trên cùng nhau. Có phải cái chỗ đường 15 mét đi lên không em? Sao không phải đường 15 mét mà đây, em chỉ đi là bạn đã từ rẽ tay cho phải. Xin giới thiệu về quý đoàn chúng ta, đây là sườn pháo 75. Loại pháo này thì nhẹ hơn so với hai loại pháo kia. Một đội mình có thể dùng sức châu bò để kéo ấy, hoặc tháo rỡ từng bộ phận là càng pháo, bánh pháo thiên riêng. Đấy, sau đó thì chúng ta đến nơi thì ráp lại để chiến đấu. Cái bánh này là bằng gỗ đấy. Và khi mà cái xe đạp của chúng ta ấy, các chiến sĩ của mình xe đạp ấy, cũng làm giống như thế này, để làm tăng cái tải trọng cái phanh xe để có thể di chuyển được. Đấy, và thưa quý đoàn, là nói đến sơn pháo 75 đã gắn liền với tên tuổi của một vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đó chính là anh Phùng Văn Khẩu. Chiến công của anh đó là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh đã sử dụng một khẩu sơn pháo phá hủy được 5 lượng pháo 6 đại liền, một kho đạn và tiêu diệt hàng trăm quân lính Pháp. Đến năm 1955, anh được phong làm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng điều đặc biệt ở vị anh hùng này là trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh không biết chữ. Là pháo thủ không biết chữ thì làm sao tính toán được tọa độ mục tiêu để bắn cho chính xác, đúng không ạ? Và lúc đó thì anh dùng cách riêng của mình ạ. Anh sử dụng là ngắm mục tiêu qua nòng pháo, đó, sau đó đánh dấu các mục tiêu đó lại ở dưới mặt đất bằng những viên sỏi, và sau đó trực tiếp quay pháo để bắn, và bắn rất là chính xác. Nhưng mà với tinh thần anh bộ đội cụ Hồ, đặc biệt là tinh thần chiến sĩ Điện Biên Phủ sau khi giải phóng thống nhất đất nước ạ, thì anh Phùng Văn Khẩu đã trở thành giảng viên chính trị trường pháo binh Việt Nam. Dạ vâng, xin mời.
Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là với cụ tượng như thế này chúng ta cũng có thể thấy được tinh thần chiến đấu của quân Pháp lúc bấy giờ ở trên chiến trường Điện Biên Phủ đã hoàn toàn bị suy sụp, bởi vì lúc bấy giờ thì bộ đội chúng ta đã đào những hệ thống giao thông hào bao vây phần cổ trung tâm của quân Pháp. Phạm vi chiếm đóng dưới mặt đất của quân Pháp hàng ngày bị thu hẹp, pháo cao xạ của chúng ta thì làm chủ bầu trời, máy bay của họ phải bay trên độ cao đó là trên 2.000m để thả các cái dù hàng tiếp tế. Vô tình thì phân nửa số dù hàng đó bay sang trận địa của quân ta. Còn quân Pháp tại Điện Biên Phủ thì thiếu lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược. Và đặc biệt đó là lúc bấy giờ phong trào săn tây bắn tỉa của đội ta rất là phát triển. Quân Pháp rất sợ ra khỏi những căn hầm trú ẩn ạ. Họ chỉ dám chuẩn bị dám trốn trong những căn hầm trú ẩn như thế này. Và một thứ không thể thiếu với họ lúc bấy giờ đó chính là rượu. Họ chỉ biết ngồi trong hầm để uống rượu, để say đi, để quên đi những tiếng đạn, tiếng súng, tiếng đào hào quân ta đang lấn sân về phía họ. Và có thể nói là cuộc sống quân Pháp tại Điện Biên Phủ lúc bấy giờ như địa ngục trần gian, cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Dạ vâng, xin mời. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là sau khi mà chúng ta đánh các cứ điểm thuộc vòng ngoài của quân Pháp rồi thì đánh xuống các cứ điểm dưới cánh đồng Mường Thanh. Mà cánh đồng Mường Thanh thì rất là bằng phẳng, trống trải, không có gì che chắn cả. Và lúc bấy giờ thì bộ đội chúng ta đào hào. Và khi đào hào ấy thì cứ mình cứ đào ban đêm. Ban ngày quân Pháp lại cho xe ủi đất là sàn bằng tất cả tiếng hào đó. Và họ còn gai mìn vào để đánh bẫy các chiến sĩ chúng ta vào đêm sau. Và chưa kể đến đó là hỏa lực của họ trên các cứ điểm trên cánh đồng Mường Thanh ạ. Bắn định hướng các chiến sĩ chúng ta đào hào, mình hy sinh rất nhiều. Và lúc này bộ đội mình có sáng kiến ạ, là bèn những cái con cúi bằng rơm này lăn ở phía trước để ngăn đạn bắn thẳng của quân Pháp, bảo vệ các chiến sĩ của mình đào hào phía sau. Khi tới vị trí thích hợp ạ, thì dùng hỏa lực để tiêu diệt lính Pháp. Nhưng khi đến sát các cứ điểm quân Pháp rồi thì lại bị vướng bởi những cái lớp hàng rào dày thép gai ở bên ngoài. Cái con cúi rơm này nó không lăn qua được, lại làm cho vị trí quân ta lộ ra nhanh hơn. Lúc này quân Pháp không bắn thẳng nữa, họ sử dụng cối và lựu pháo, họ bắn cầu vồng qua cái con cúi rơm như thế này, làm bộ đội mình lại hy sinh rất nhiều. Mình lúc bấy giờ mình lại có sáng kiến tiếp là khi gần tới hàng rào dây thép gai của quân Pháp rồi thì chúng ta sẽ đào ngầm, tức là đào thành đường hầm ạ, xuyên qua hàng rào dây thép gai bãi biển của quân Pháp, và được một đoạn mình đánh sập để lấy không khí thôi. Thế nhưng mà khi vào trong trận địa quân Pháp rồi, bên trong cứ điểm quân Pháp, thì bất ngờ ở dưới đất đội đất lên bật dậy mà đánh. Nhờ cái đánh này chúng ta đã đánh chiếm được rất nhiều lô cốt quân Pháp đến tận ngày 7 tháng 5. Và sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, chính người Pháp người ta thống kê rằng đó là bộ đội ta đã đào được hơn 400 km giao thông hào trên chiến trường Điện Biên Phủ. Bằng hơn quãng đường từ dưới nhà các bác lên đây đúng không ạ? Đúng rồi. Vô cùng công phu nhỉ? Vô cùng công phu. Dạ vâng, và thưa các bác, là trong bất cứ một chiến dịch nào thì lực lượng luôn luôn đi trước về sau, đó là lực lượng quân y. Và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một điều đặc biệt và chỉ có trong chiến dịch Điện Biên Phủ đó là những bệnh viện dã chiến của quân đội nhân dân Việt Nam được mệnh danh đó là những bệnh viện trong lòng đất. Bởi vì lúc bấy giờ tất cả các hầm cứu chữa thương binh của chúng ta được xây dựng là quét sâu vào trong lòng đồi, trên lớp thân cây để phủ đất có khả năng chống được phi pháo của quân Pháp. Và có đầy đủ tất cả các phòng chức năng đảm bảo cho công tác cứu chữa thương binh và bệnh binh của chúng ta. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta sử dụng là 13 đồi điều trị, cứu chữa được gần 15.000 thương binh và bệnh binh. Trong số đó chúng ta trao trả lại lực lượng chiến đấu của chúng ta đó là 5.000 cán bộ chiến sĩ. Và một trong những chính sách nhân đạo quân đội nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ ạ, đó là ngoài việc ta cứu chữa cho thương binh của ta thì các thương binh của tù binh Pháp ạ cũng được các bác sĩ của chúng ta tận tình chăm sóc cứu chữa. Và trong chiến dịch này chúng ta đã cứu chữa được hơn 5.000 thương binh của tù binh Pháp ạ. Gọi đây là tình thế bên này. Dạ vâng, và thưa các bác, là trên đây là cảnh tượng mô tả những giờ phút nghỉ giải lao ít ỏi các chiến sĩ của chúng ta trên giữa chiến trường để bom đạn ác liệt như vậy. Trước mắt họ là cả một cuộc chiến sinh tử, nhưng giữa những giây phút giải lao ấy, các chiến sĩ của chúng ta vẫn vui văn nghệ, thổi đàn kèn abulica cho nhau nghe, đọc những lá thư từ những người vợ, người mẹ từ quê nhà gửi ra tiền tuyến. Đây là những món ăn tinh thần giúp các chiến sĩ của chúng ta có thể kiên định đến thắng lợi cuối cùng của chiến dịch. Dạ vâng, xin mời ạ. Giới thiệu với lại các bác, đây là mô hình nồi bếp hoàng cầm, bếp hoàng cầm. Vâng, bếp hoàng cầm thì được ra đời trong chiến dịch mà một trong những chiến dịch lấy tên đúng tỉnh các bác được đặt đây ạ, đó là chiến dịch Hòa Bình. Là vâng, trước năm 1900 khi mà trước 1952 ra thì là cái chiếc bếp hoàng cầm này ạ
lúc bấy giờ thì chưa được ra đời, nên là các chiến sĩ anh nuôi chúng ta là hy sinh rất là nhiều. Bởi vì cứ khi đun nấu ạ, khói bay lên trên cao, quân Pháp lại phát hiện ra và họ thả bom của các chiến sĩ chúng ta hy sinh. Và lúc bấy giờ thì trong chiến dịch hòa bình năm 1951 thì anh nuôi tên là Hoàng Cầm đã sáng chế ra chiếc bếp này. Và khi mà mỗi một cái lò bếp như thế này có một cái đường ống dẫn thông với một cái hố tụ khói ở đằng sau. Và từ cái hố tụ khói đó thì bộ đội mình đào những cái rãnh tản khói ra xa, dài từ 7 cho đến 10 mét là rãnh lộ thiên ạ. Và trước khi đun nấu thì bao giờ cũng đặt lên mặt rãnh là một lớp cành lá tươi, một cái lớp đất được tưới ẩm đi. Thế chính vì vậy mà khi bộ đội mình đun nấu như thế này thì nó không bay khói, không bay lên trên cao đâu. Nó chỉ bay là mặt đất như là sương buổi sớm. Vâng, và chính vì vậy mà đã đóng góp vào phong trào đó là đi không xấu, nấu không khói, nói không tiếng. Nhiều phát minh thời đấy đã được đưa ra rồi. Thế mà không đăng ký bằng sáng chế. Tuyệt vời đấy. Dạ vâng, và xin giới thiệu các bác là một trong những hoạt động mà gây bất ngờ cũng như là đánh bại ý chí cuối cùng của quân Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ lúc bấy giờ, đó chính là hỏa tiễn H6. Loại này thì nó có 6 nòng và bắn một lần đấy thì là 6 quả đạn pháo có thể bay đi cùng một lúc. Và cái loại pháo này thì gọi là, tại sao gọi là hỏa tiễn, bởi vì nó cháy, nó đốt cháy không khí và làm cho không khí ở cái khu vực mà nó bắn xuống đấy là không còn oxy. Mà bất cứ một người lính nào, con người hay là động vật còn sống lúc bấy giờ từ dưới đất cũng phải ngoi lên. Đấy, chính vì vậy mà khi 12 dàn hỏa tiễn H6 chúng ta xuất trận vào chiều ngày 6 tháng 5 năm 1954 và phân khu trung tâm đã áp chế hoàn toàn pháo binh của quân Pháp và làm cho tinh thần binh lính Pháp lúc bấy giờ suy sụp hoàn toàn và giúp cho các đơn vị bộ binh của chúng ta nhanh chóng đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở hai đầu cầu Mường Thanh, đánh thẳng vào hầm đối các đơn vị, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Dạ vâng, và ngay trong đêm ngày 6 tháng 5 ạ, lực lượng H6 chúng ta được lệnh đó là lui vào hậu cứ để chúng ta giữ bí mật của loại vũ khí này dành cho những trận đánh sau. Đấy, cái hầm đó, cửa ra này đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây là lúc ấy là họ lắp những cái này. Đúng rồi. Nhìn thấy. Cái hầm cửa ra là thế này. Lịch sử vấn đề người ta cứ thắc mắc là. Đúng rồi. Dạ vâng, và thưa các bác, là đến 15 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phát ra từ khu rừng Mường Phăng. Và lúc bấy giờ tất cả các mũi xung kích của quân đội nhân dân Việt Nam hướng thẳng vào hầm De Catteri, bắt sống tướng De Catteri cùng toàn bộ tham mưu của ông ta. Và sau khi bắt sống tướng De Cát thì đồng chí Lê Trọng Tấn là đoàn trưởng đại đoàn 312 lúc bấy giờ gọi điện về Mường Phăng báo cáo với đại tướng yêu cầu đồng chí là phải kiểm tra quân hàm chữ ký để phòng quân Pháp đánh cháo chỉ huy. Và sau khi chúng ta xác định được bắt sống chính xác tướng De Catteri thì đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam mới tung bay trên nóc hầm De Cát. Và sau khi bắt sống bộ chỉ huy quân đối phương, quân ta được lệnh truy quét một số toàn tàn binh địch rút chạy sang vùng thượng Lào, và đến 24 giờ cùng ngày thì chiến dịch Điện Biên Phủ chúng ta đã kết thúc thắng lợi. Và có lẽ chưa trong một trận chiến nào mà quân đội nhân dân Việt Nam lại bắt được số lượng tù binh nhiều như trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lên đến hơn 10.000 tù binh ạ. Và số lượng tù binh này chúng ta dẫn giải về trại giam Thanh Hóa, trao trả tự do cho quân Pháp tại đó. Còn riêng được Catteri, ông ta được dẫn giải về trại giam Tuyên Quang. Ngày 3 tháng 9 năm 1954, ông ta được trao trả tự do tại trại giam Việt Trì, Phú Thọ. Em ơi, cho mình hỏi một chút nhé. Bọn mình vừa đi thăm hầm De Cát, nó lại không như thế này mà mọi người cứ thắc mắc là có những cái rãnh. Nó khác với cái cảnh mà tức là cửa ra thì nó lại đi phải đi xuống. Là cửa ra nó phải như này thì khi mà lịch sử học ngày xưa là như này là đúng lịch sử. Đúng lịch sử này. Nhưng ban nãy thì lại cửa lại đi xuống thì nó không giống. Không phải chị ơi, cái hầm De Cát ấy, nó vốn là căn hầm ngầm giống như bây giờ, nhưng bây giờ tôn tạo. Trước đấy là nó hầm, bởi vì sao mà chị xem vào trong phim tư liệu thì mình sẽ thấy là các chiến sĩ chúng ta phải chạy lên và đi cửa hầm lên trên cao, đúng không ạ? Bởi vì lúc bấy giờ là cái đó là một cái nằm ở trên một cái ụ đất ở trên cái giữa cái chỗ cánh đồng đó. Nhưng bây giờ sau nhiều lần tôn tạo và làm lại được thì cái hầm đấy bây giờ nó mới nhìn đấy như thế. Nhưng sau này chị tưởng trước đó cái con đường đó nó sâu xuống dưới là 1m7 thì đương nhiên cái hầm nó sẽ là cao lên. Rồi. Đấy, nên là nó ra như thế. Dạ, như này đúng rồi. Đúng rồi, vì bên đây có một cái đoàn họ thắc mắc. Dạ vâng. Đi sang thăm hầm đấy. Bởi vì là cái đường bây giờ nó là tôn tạo cao. Đúng rồi. Đại đoàn 314 được lệnh ở lại thu dọn chiến trường và giúp bà con Điện Biên Phủ trở về làng bản, ổn định cuộc sống, xây dựng bản Mường.
mà lúc bấy giờ có thể nói là tất cả những vật dụng gì quân Pháp để lại trên chiến trường bà con tận dụng sử dụng hết, và thậm chí là tất cả những loại vũ khí đạn dược mà khi mà bộ đội ta đã ra phá bom mìn xong rồi thì bà con có thể tận dụng sử dụng, ví dụ như những cái vỏ đạn pháo như thế này thì những bà con chúng ta có thể dùng để đựng nước. Thế rồi đĩa rồi là chai thì nọ có thể sử dụng rồi thì không nói ạ. Nhưng mà những cái tấm vải dù, mảnh dù mà có thể nhặt được ấy, thì có thể là may quần áo. Những tấm bạc có thể làm chăn. Thế thậm chí là những cái vỏ quả bom bi ấy, có thể là cưa đôi nó ra. Có thể kê chân cột nhà sàn hoặc là làm máng cho con lợn nó ăn. Rào đường dãy bằng những gai, tấm những cái hàng rào dây thép gai. Thế như vậy thì có thể nói là tận dụng sử dụng hết, và đó cũng chính là một trong những điều kiện rất là thuận lợi cho bảo tàng hiện nay chúng ta sưu tầm được rất là nhiều những hiện vật của bà con giữ lại được trong dân để trưng bày cho đoàn chúng ta có thể xem nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, và xin giới thiệu với quý đoàn chúng ta là trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì một trong những điều đặc biệt đó là chúng ta có một tờ báo được viết và in ấn ngay tại mặt trận, đó là tờ báo Quân đội Nhân dân. Và trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì chúng ta đã xuất bản là 33 số báo đặc biệt. Ban đầu thì 3 ngày một số, sau đó lần đến 2 ngày một số, rồi 1 ngày một số. Mỗi một tờ báo này chỉ có hai mặt cái tờ giấy A3 như thế này thôi. Nhưng mà có đầy đủ tất cả những bài mà các chiến sĩ chúng ta cần lúc bấy giờ. Lời động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, rồi là lệnh tổng động viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các bài và những tấm gương chiến đấu dũng cảm trên mặt trận. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các chiến sĩ chúng ta, giúp các chiến sĩ chúng ta tin tưởng rằng thắng lợi sẽ đến trong một ngày không xa. Màu thế là gì đây? Hay là bây giờ mới làm lại? Xin giới thiệu với các bạn, chúng ta là không gian cuối cùng bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dành riêng một không gian để tôn vinh chiến thắng, tôn vinh những cá nhân tập thể đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Và trên đây là chân dung 32 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đến nay Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng, truy tặng và tuyên dương riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Là bằng ảnh những anh hùng được nhắc nhiều nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàm, anh Tổng Bình Diện, anh Phan Đình Giót, anh Trần Lan. Thế các anh hùng còn lại thì nằm trong lực lượng bộ binh, pháo binh, công binh và thanh niên xung phong. Cảm ơn, xin mời quý đoàn chúng ta quay trở lại phần 6 chút ạ. Thưa quý đoàn, là bên đây thì chúng ta có tổng kết về công tác đảm bảo hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì có 5 đại đoàn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó đã có 4 đại đoàn công binh và 1 đại đoàn công pháo ạ. Vâng, và xin giới thiệu với các đoàn chúng ta, trên đây là bức tượng bán thân chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lúc bấy giờ Bác là Bộ trưởng Bộ Công an, đã tặng cho bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có lẽ không một người dân Việt Nam nào lại không biết đến đại tướng cả. Và xin phép quý đoàn hôm nay để kết thúc chuyến tham quan phần trưng bày cố định của bảo tàng của đoàn chúng ta ngày hôm nay, xin gửi tới quý đoàn chúng ta một vài câu thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi ạ. Đại tướng của dân, đại tướng của bạn nhà, người khi vào cuộc đấu tranh của nước mình, bản trường ca bất tử, cho mai sau con cháu ta mở từng trang lịch sử, mãi tự hào khi nhắc gọi Điện Biên. Thầy giáo trường Thăng Long với đôi mắt thật hiền, cùng quân đội nhân dân hai lần đánh tan thực dân đế quốc, tâm trí dũng và tình yêu tổ quốc đã làm nên một huyền thoại cho thế kỷ 20. Dạ vâng, câu thơ chia Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng khép lại chuyến tham quan và hệ thống trưng bày cố định của bảo tàng đoàn chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, và thưa quý đoàn, là Điện Biên Phủ không chỉ được ghi lại bởi những thông tin tư liệu, những hình ảnh và những hiện vật trong bảo tàng, mà hiện nay bảo tàng Điện Biên Phủ còn được ghi lại bởi một bức tranh sơn dầu với diện tích hơn 3.000 m², là một trong những bức tranh panorama lớn nhất thế giới. Sau đây xin mời quý đoàn chúng ta di chuyển dưới tầng trên để tham quan bức tranh này. Hay quá, bức tranh hình như là mới xong đấy đúng không? Yeah.